Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Envina Logistics. Mình là Long, chuyên viên tư vấn của Envina. Thì trước khi bắt đầu video thì mình xin được chúc sức khỏe đến tất cả các bạn đang xem video này. Bởi lẽ sức khỏe thì luôn là một cái vấn đề quan trọng nhất đối với mỗi người, đúng không nào? Không có sức khỏe thì chúng ta sẽ không thể làm được việc, đúng không nào? Và để nâng cao sức khỏe thì mọi người có xu hướng tìm về những bài thuốc mà có nguồn gốc xuất xứ, đó là từ tự nhiên. Và đặc biệt là cái mặt hàng y học cổ truyền hay đặc biệt là thuốc đông y đang được rất nhiều người quan tâm. Kéo theo đó thì nhà nước cũng như là các doanh nghiệp sản xuất thuốc thì đang rất là quan tâm và chú trọng cái việc sản xuất cái mặt hàng này, để không những là phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn để xuất khẩu sang những thị trường tiềm năng như là Nhật Bản và Hàn Quốc. Vậy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái thủ tục và những cái bước mà chúng ta xuất khẩu cái mặt hàng thuốc đông y sang thị trường Hàn Quốc để tránh những cái rủi ro mà tránh những cái thiệt hại mà chúng ta sẽ gặp phải. Vì thực tế theo nhiều năm kinh nghiệm làm xuất nhập khẩu của mình thì mình thấy cái mặt hàng thuốc đông y là một trong những mặt hàng khá là khó, và cái sự kiểm duyệt của nó sẽ khi mà xuất khẩu sẽ rất là gắt gao. Vì vậy nên sau video này chắc chắn mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn những thông tin rất là bổ ích để chúng ta sẽ bớt đi phần nào sự lo lắng khi mà chúng ta xuất khẩu mặt hàng thuốc đông y sang Hàn Quốc. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm hiểu thôi. Đầu tiên thì mình muốn nhắc đến trước tiên là những cái giấy tờ liên quan và một số lưu ý trước cho các bạn. Thì khi chúng ta xuất khẩu cái mặt hàng thuốc đông y sang Hàn thì nhìn chung chúng ta vẫn cần phải có những cái giấy tờ như là khi chúng ta xuất khẩu những mặt hàng khác. Ví dụ như là hợp đồng, hóa đơn này, ở danh sách đóng gói này và giấy phép xuất khẩu này. Đặc biệt quan trọng nhất đó là phải có CO, đó là chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhé. Và riêng đối với thị trường Việt Nam, Hàn Quốc thì cái hệ thống cấp CO đang dùng đó là hệ thống điện tử. Cho nên khi mà chúng ta nhận được cái bản CO giấy thì chúng ta chỉ việc scan sang cho người nhập khẩu, chứ không nhất thiết là phải gửi bản gốc sang bên Hàn Quốc nữa. Còn về một số lưu ý quan trọng mà các bạn cần nắm được khi mà xuất khẩu thuốc đông y sang Hàn Quốc, đó là khi chuẩn bị hàng hóa phải có tem nhãn bằng tiếng Hàn. Bởi theo luật của Hàn Quốc thì chúng ta phải có tem nhãn bằng tiếng Hàn trên từng đơn vị hàng một, ví dụ như là chai, lọ hay hộp đều phải có. Nhiều bạn thì khi mà xuất khẩu cái mặt hàng này đã không biết được cái điều này, dẫn đến là chúng ta dùng tem sai này, hoặc là thậm chí không có tem luôn, thì dẫn đến là kéo theo đó thì rất nhiều hệ lụy như là mất thời gian, chúng ta phải đi chứng minh, chúng ta phải bỏ thời gian đi kiểm nghiệm để lấy thông tin, để ghi nhãn. Rồi là chúng ta phải thuê người vào khu vực cách ly hải quan để có thể lấy tem nhãn lên hàng, vô cùng mất thời gian và tốn kém. Như người ta có câu nói vui là mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt, đúng không nào? Tóm lại thì mình sẽ tổng hợp lại những cái giấy tờ mà chúng ta cần phải chuẩn bị khi mà xuất khẩu thuốc đông y sang Hàn Quốc như sau. Thứ nhất đó là giấy phép xuất khẩu. Thứ hai là tờ khai hải quan thông quan. Thứ ba đó là hóa đơn thương mại. Thứ tư là tem nhãn bằng tiếng Hàn. Đó. Thứ năm là bảng kê thu mua hoặc hóa đơn mua hàng đều được. Thứ sáu là CO không thể thiếu nhá, giấy chứng nhận xuất xứ. Và cuối cùng là vận đơn hàng không hoặc là vận đơn đường biển. Điều tiếp theo mà mình sẽ chia sẻ sau đây với các bạn đó là quy trình chúng ta xuất khẩu cái mặt hàng thuốc đông y sang Hàn Quốc từ A đến Z. Ok. Đầu tiên khi mà trong mọi giao dịch xuất nhập khẩu thì chúng ta việc đầu tiên cần làm đó là ký kết hợp đồng thương mại, đúng không nào? Vậy thì khi mà ký kết hợp đồng thương mại thì chúng ta chú ý rằng ghi rõ thông tin, ví dụ như thông tin người mua, thông tin người bán, tên hàng, số lượng, chủng loại, quy cách đóng gói, vân vân, hay là đơn giá, hay là phương thức vận chuyển, vân vân. Đó là những thông tin cần thiết. Và để giảm thiểu rủi ro cho các nhà xuất khẩu ở trong thương mại quốc tế thì mình khuyến khích các bạn nên yêu cầu nhà nhập khẩu thanh toán tiền trước, hoặc là chúng ta sẽ làm thư bảo lãnh LC, tức là Letter of Credit, tín dụng thư ngân hàng. Điều đó thì sẽ giúp cho giảm thiểu rủi ro cho chúng ta trong thương mại hàng hóa. Ok. Đó, về quy trình xuất khẩu, đầu tiên chúng ta làm ở Việt Nam đó là chuẩn bị hàng hóa, đúng không nào? Và chúng ta chuẩn bị cái gì? Đó là chúng ta cần lưu ý chuẩn bị hàng hóa đúng chất lượng, đúng số lượng, đúng quy cách như đã kê khai trong hợp đồng thương mại ở trên. Như mình đã nói thì cái mặt hàng thuốc đông y là một mặt hàng rất là đặc biệt, bởi vì chúng ta cần giao đúng thời gian và bảo quản đúng cách. Bởi nếu không thì sẽ rất dễ bị hỏng hàng, đúng không? Bị ẩm mốc rồi dẫn đến hư hỏng, thay đổi tình trạng và chất lượng của sản phẩm. Ngoài ra thì cần nhớ là dán mác, dán nội dung và dán tem bằng tiếng Hàn như mình đã đề cập ở phía trên video nhé. Ok, sau khi chuẩn bị hàng hóa xong thì tiếp theo là chúng ta sẽ cần chuẩn bị các giấy tờ chứng từ liên quan, đúng không nào? Bao gồm hợp đồng, hóa đơn, danh sách đóng gói, bảng kê thu mua hoặc là hóa đơn mua hàng. Các bạn cần phải liên tục
liên tục đối chiếu các thông tin với các chứng từ được cấp sau để khớp các nội dung với nhau nhé. Mình lấy ví dụ cụ thể hơn là nội dung trong cái tờ khai hải quan này, rồi là trong chứng nhận xuất xứ này, vận đơn này, chúng ta xem là có đồng nhất với nhau hay không. Tránh trường hợp mà cái nội dung nó bị sai khác dẫn đến là rất là khó khăn cho nhà nhập khẩu, gây phát sinh rất nhiều chi phí lưu kho, lưu bãi, rồi là các chi phí khác, đúng không nào? Quy trình tiếp theo không thể thiếu đó là quy trình thông quan tờ khai hải quan. Thì mọi hàng hóa khi mà nhập khẩu hay cũng như xuất khẩu thì đều cần phải thông quan hải quan, đúng không nào? Vậy thì trước khi khai tờ khai, các bạn cần kiểm tra, rà soát lần cuối cho các thông tin có trong đó, tránh cái việc là phải làm thủ tục sửa tờ khai dẫn đến mất thời gian này, giờ hồ sơ không kịp đến giờ cắt off của tàu này, hay còn gọi là off tàu đó, tránh chi phí phát sinh rồi là chúng ta sẽ bị nhỡ hàng vân vân. Việc tiếp theo các bạn cần làm đó là xin cấp CO về mặt hàng thuốc đông y. Ok, thì cái mặt hàng thuốc đông y này, cái việc cấp CO của nó có khó khăn hay không? Thì xin thưa các bạn là nó khó khăn, khó hơn so với các mặt hàng khác. Bởi sao? Các yêu cầu về chất lượng sẽ được xử lý, quản lý rất là nghiêm ngặt, đúng không nào? Vậy thì đối với cái mặt hàng thuốc đông y này, các bạn cần phải xin CO tại cơ quan có thẩm quyền. Sau khi mà các bạn xin xong CO thì các bạn sẽ rất là nhẹ nhõm. Bởi vì sao? Xin xong CO không chỉ giúp chúng ta đủ điều kiện tiến hành xuất khẩu hàng hóa, mà còn gì nhỉ? Đảm bảo cho chúng ta hưởng ưu đãi về thuế khi nhập khẩu này, rồi là có lợi cho cả bên nhập khẩu nữa. Và khi có lợi cho bên nhập khẩu thì chắc chắn là bên xuất khẩu chúng ta sẽ có lợi, đúng không? Vì chúng ta sẽ bán được nhiều hàng hơn. Đó. Vậy thì muốn xin được CO của mặt hàng thuốc đông y thì đòi hỏi nhà xuất khẩu phải có đầy đủ các giấy tờ như là tờ khai thông quan này, hóa đơn này, vận đơn vận chuyển hàng hóa này, bản kê tờ khai nhập khẩu nguyên phụ liệu hàng hóa để có thể hoàn thiện được bộ hồ sơ xin cấp CO. Đó. Khi mà nhận được CO bản chính hoặc bản giấy thì các bạn chỉ cần scan và gửi cho bên Hàn Quốc như mình đã nói nhé. Vậy thì tổng kết lại, để xuất khẩu mặt hàng thuốc đông y sang Hàn Quốc, các bạn cần chú ý cho mình những nội dung sau đây. Thứ nhất đó là chuẩn bị hàng đúng số lượng, chất lượng, bảo quản ở nhiệt độ thích hợp và giao hàng đúng thời gian. Thứ hai đó là luôn phải hỏi trước người nhập khẩu hoặc đại lý thông quan tại Hàn Quốc về tem nhãn tiếng Hàn. Thứ ba đó là phiếu đóng gói phải có tối thiểu 2 bản copy, một bản đính kèm theo hàng, một bản để gửi đến ngân hàng đại diện, thường là ngân hàng MLC. Kèm theo đó thì là một bản mô tả chi tiết nội dung hàng hóa. Tiếp theo đó là chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp CO cũng như các giấy tờ kèm theo. Tiếp theo, chọn nhà cung cấp dịch vụ thông quan chuyên nghiệp đã từng thông quan và xử lý mặt hàng này và những hàng tương tự. Cuối cùng là đối với những mặt hàng đường biển thì chọn những hãng tàu đi khoảng 6 hoặc 7 ngày là cập cảng Hàn Quốc, tránh những chuyến tàu đi quá dài ngày thì mỗi tuyến mà thậm chí 10 đến 14 ngày thì nó sẽ không tốt cho cái mặt hàng của chúng ta, đúng không nào? Ok, nếu như các bạn còn cảm thấy băn khoăn hay còn có bất kỳ khúc mắc nào liên quan đến cái việc xuất khẩu cái mặt hàng thuốc đông y sang Hàn Quốc thì hãy để lại comment phía dưới cho mình biết nhé. Mình sẽ giải đáp sớm nhất có thể. Mình là Long đến từ Envina Logistics. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên cho mình một like, subscribe cũng như là nhấn nút chuông thông báo để có thể không bỏ lỡ những video mới nhất cũng như là những chủ đề hot nhất của Envina Logistics. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.